Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2022. Thời tiết trên cả nước có diễn biến như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Cụ thể, tại các tỉnh miền Bắc, mưa rông vẫn tiếp tục xảy ra trên diện rộng, tuy nhiên lượng mưa giảm hơn, phổ biến từ 10 đến 30mm. Trong đó, khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn và Bắc Giang có mưa to từ 30 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Thời gian mưa sẽ tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Dự báo mưa sẽ còn kéo dài đến ngày 9 tháng 7. Trong ngày trời vẫn có nắng gián đoạn, nhiệt độ có xu hướng giảm so với những ngày vừa qua. Cao nhất trưa chiều nay ở khoảng 31 cho tới là 33 độ. Riêng khu vực Trung Du và các tỉnh thuộc vùng đồng bằng có nơi trên 34 độ. Tiết trời khá là oi bức và khó chịu. Đối với miền Trung, ngoại trừ hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác, còn hầu hết các nơi ở trên khu vực hôm nay trời đều có nắng, với cường độ nắng khá mạnh vào trưa chiều, với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 33 cho tới là 37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 37 độ. Mưa dông cũng là cảnh báo cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều tối nay, cục bộ có mưa dông mạnh. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng với lốc sét và cả gió giật mạnh. Còn sáng và trưa, trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất tại khu vực Tây Nguyên ở vào khoảng 29 đến 32 độ, các tỉnh Nam Bộ là từ 31 cho tới 33 độ, một vài nơi xấp xỉ 34 độ. Trên biển, khu vực Bắc và giữa của Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, hôm nay có gió hướng Nam đến Tây Nam ở mức trung bình và mưa dông chỉ xuất hiện rải rác ở phía đông của khu vực. Còn với khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam từ hôm nay sẽ mạnh dần lên mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Mưa rào và dông cũng gia tăng khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy và cả gió giật mạnh.